Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch, nơi những chiến sĩ tình báo xuất sắc nhất của quân đội ta lặng lẽ lập những chiến công. Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ, người từng làm cố vấn cho ba tổng thống của chế độ Sài Gòn, là một trong số đó. Vũ Ngọc Nhạ tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1928 tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nhà nho hiếu học. Năm 15 tuổi, ông được bố đưa vào Huế theo học tại trường Trung học Thuận Hóa. Tại đây, ông đã được giác ngộ về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng. Năm 1947, Vũ Ngọc Nhạ tình nguyện vào quân ngũ, trở thành anh bộ đội Cụ Hồ, công tác tại thị đội thị xã Thái Bình, được kết nạp đảng ngày 20 tháng 6 năm 1947. Năm 1952, Vũ Ngọc Nhạ mang tên Vũ Ngọc Kép, có mặt trong đoàn đại biểu quân sự tỉnh Thái Bình, đi dự hội nghị chiến tranh du kích Bắc Bộ, tại Việt Bắc do Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái chủ trì. Cũng tại cuộc hội nghị này, Vũ Ngọc Nhạ đã nhận nhiệm vụ quan trọng, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao phó. Nhiệm vụ của chú là phải bằng mọi cách để biết được Mỹ đang làm gì, Mỹ sẽ làm gì và Mỹ đã làm gì. Nhờ sự thông minh và lòng ham học hỏi, nghiên cứu mà ông đã hiểu sâu sắc mọi vấn đề về quân sự, kinh tế, tôn giáo, ngoại giao, ông được tổ chức chỉ đạo Nam Tiến, luồn sâu, leo cao trở thành cố vấn thân cận cho giới lãnh đạo trong chính quyền Thiệu, Kỳ. Từ Dinh Độc Lập, nhà tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ đã thiết lập nên mạng lưới tình báo A22, với những cộng sự là người có địa vị cao trong bộ máy chính quyền Sài Gòn, lúc bấy giờ. Ông đã trải qua một thời gian bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam và sau đó, do mưu trí và dũng cảm đã thực hiện thành công kế hoạch chui sâu, luồn cao, trở thành một nhân vật tâm phúc của gia đình họ Ngô, giữ vai trò cố vấn của Ngô Đình Diệm. Sau khi Ngô Đình Diệm bị đảo chính và sát hại, ông đã tiếp cận thành công với những nhóm cầm quyền mới ở Sài Gòn và tiếp tục trở thành cố vấn của hai đời tổng thống tiếp theo là Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. Những người nắm giữ vai trò cao nhất trên chính trường Sài Gòn cũng là nguồn cung cấp tin chính xác về tình báo chiến lược trực tiếp cho ông. Nhờ chiếm được vị trí quan trọng này mà nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ đã lấy được hàng loạt tài liệu chiến lược, sách lược tuyệt mật từ kế hoạch xây dựng ấp chiến lược, kế hoạch Starlight Taylor, thời Diệm đến kế hoạch bình định nông thôn, kế hoạch Phượng Hoàng, kế hoạch đổ quân của Mỹ, sách lược chiến tranh đặc biệt, thời Thiệu để đảng kịp thời có đối sách lãnh đạo đường lối đấu tranh. Tình yêu Tổ quốc, nỗi mong mỏi đất nước được độc lập tự do, Giang Sơn thu về một mối đã trở thành động lực, thành niềm tin để những chiến sĩ tình báo những vì sao chiến thắng, thêm vững vàng trong cuộc chiến tàn khốc không tiếng súng giữa lòng địch. Ông từng nói, sống với kẻ thù, ngồi cùng bàn, ăn cùng bàn với kẻ thù, suốt ngày nghe chúng chửi cách mạng, chửi cộng sản chỉ cần thay đổi sắc mặt một chút là có thể bị lộ. Thực tế mấy chục năm hoạt động trong lòng địch tôi đã phải đổi tên, đổi họ mai danh ẩn tích đến nỗi gia đình anh em họ hàng làng xóm quê hương tôi, tin chắc là tôi đã chết từ lâu. Nhưng cũng có người thì lại nghi ngờ tôi đi theo địch. Vì vậy, điểm mấu chốt của người tình báo là phải tuyệt đối trung thành với anh em, và phải bọc mình cho kín. Rất căng thẳng 24 trên 24 giờ mỗi ngày và cứ thế, suốt tháng, suốt năm, năm này qua năm khác. Chỉ một tích tắc sơ hở là có thể đổ bể, mình chết đã đành. Còn chết lây anh em khác, hỏng cả công việc chung, chết cả vợ con mình nữa. Người làm cho chính khách cao cấp của Mỹ Ngụy phải kính nể. Trong bộ hồ sơ thu được tại nha Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Ngụy Quyền Sài Gòn, có đoạn viết, từ trước đến nay, ngoại trừ những giai thoại giả tưởng trong tiểu thuyết trinh thám, chưa bao giờ có những tổ điệp báo thành công đến như thế. Cụm A22 do ông Vũ Ngọc Nhạ đứng đầu phát triển đều đặn và thi thố nhiều thủ đoạn, mà chúng ta phải nhìn nhận là huyền diệu và xuất sắc. Cụm phát triển một hệ thống điệp vụ vô cùng quan trọng và đã len lỏi vào được nhiều cơ quan đầu não của Việt Nam Cộng Hòa. Những tin tức chiến lược mà cảnh sát quốc gia biết họ cung cấp đều có giá trị giúp cho Hà Nội có được những dữ kiện chắc chắn khi ấn định chính sách của họ đối với cuộc chiến tranh. Với những chiến công xuất sắc, sau năm 1975, ông tiếp tục công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, mãi đến năm 1987, khi cuốn tiểu thuyết ông cố vấn, hồ sơ một điệp viên của nhà văn Hữu Mai xuất bản, thân thế và sự nghiệp của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ mới được công chúng biết tới. Cuộc đời và sự nghiệp của thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ vĩ đại như những huyền thoại. Tên tuổi, sự nghiệp của ông không chỉ làm cho hàng chục triệu người con đất Việt cảm phục, ngưỡng mộ, mà còn làm cho đối phương, ngay cả những chính khách cao cấp của Mỹ và Ngụy cũng phải kính nể.